Đây là Coi68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Ok, xin chào các bạn. Đây là một tuần mới và các bạn đang nghe podcast DeFi Discussion. Chắc là nhiều anh em cũng đã quá quen thuộc với cái món ăn tinh thần vào mỗi đầu tuần là cái series podcast này rồi. Thì rất là vui khi mà trong một cái bối cảnh là thị trường nó cũng đang khá là ít chuyện để nói, cũng như là nó cũng khá là tạm dùng cái từ là ảm đạm, thì bọn mình vẫn có một cái dịp để lên cùng chia sẻ với anh em những cái thứ mà bọn mình đã lượm nhặt được ở trong một tuần qua. Thì trước khi đi vào topic của tuần này thì chắc là mình sẽ để cho vị khách mời của DeFi Discussion hôm nay gửi lời chào đến các bạn đang nghe podcast ha. Xin chào anh Nguyên và xin chào các bạn đang theo dõi số podcast DeFi Discussion tuần này. Mình là Mai Phan, thì hiện mình là researcher của Coin68 và của Kairos Ventures. Và mình rất vui khi lại được xuất hiện trên đây một lần nữa để gặp gỡ, trao đổi và bàn luận với tất cả mọi người về những chủ đề của DeFi. Chắc là nhiều anh em cũng đoán được là khi mà mình với Mai ngồi xuống nói chuyện thì cái topic nó sẽ xoay quanh những cái vấn đề nó khá là kỹ thuật và nó cũng khá là in here for tech. Nhưng mà mình tin là sau cái buổi trò chuyện hôm nay thì anh em vẫn sẽ có một vài cái, gọi như là một vài cái insight nhỏ nhỏ để gọi như là bỏ vào cái bộ công cụ để đi săn những dự án tiềm năng, đặc biệt là trong cái thời điểm là thị trường nó cũng đang kém sôi động như thời điểm hiện tại. Thì hy vọng là bọn mình sẽ làm tốt được cái công việc đó. Rồi thì chắc là mình sẽ đi thẳng vào cái từ khóa của ngày hôm nay, đó là composability, tức là mình tạm gọi là những cái cấu trúc mà DApp được xây dựng để đè chồng lên nhau. Thì cái từ khóa này nó có gì đặc biệt và nó tại sao đáng theo dõi và bọn mình tại sao hứng thú để nghiên cứu về cái từ khóa này? Thì hy vọng là trong cái buổi trò chuyện hôm nay bọn mình sẽ giải đáp được cái thắc mắc đó. Nhưng mà trước hết á, thì chắc là để Mai nói sơ qua về cái từ khóa này ha. Có thể nó sẽ khá là lạ lẫm với một vài bạn đang nghe podcast. Ok, cảm ơn anh Nguyên. Thì composability á, nó hướng tới việc gọi là kết hợp hoạt động của nhiều cái nền tảng khác nhau để tạo nên một cái sản phẩm mới, nó tiện dụng hơn với người dùng. Như là kiểu thì ở một tầng sâu hơn á, thì nó hoạt động bằng cách kiểu kết nối nhiều giao thức với nhau và trở thành cái điểm trung chuyển thông tin. Đấy là cái giải thích cơ bản về composability. Trong cả web 2 đến web 3 thì cái từ này nó cũng không có khác nhau nhiều lắm đâu. Nó vẫn khá là chủ tượng, nên là anh nghĩ sẽ tốt hơn nếu như em đưa ra một cái ví dụ cụ thể mà em thấy nó trực quan nhất ở trong cái thị trường DeFi hiện tại ha. Ok, thì ví dụ như là mình có 1inch, D1inch là một cái nền tảng aggregation thanh khoản, kiểu tổng hợp thanh khoản khá là nổi tiếng. Thì nó tổng hợp thanh khoản từ các sàn DEX và sau này thì còn tổng hợp các cái lệnh, cái order từ 0x, từ 0x để ra mắt cái tính năng limit order. Thì 1inch như mọi người thấy nó là ví dụ của một việc tổng hợp và kết nối, thực ra là kết nối dữ liệu từ các nền tảng khác nhau, mình gọi là tổng hợp thanh khoản thôi, nhưng mà thực ra nó là cái đó là dữ liệu hết á, nó tổng hợp data từ các nền tảng khác nhau để tối ưu hóa cái chi phí giao dịch cho người dùng. Tức là khi mà ví dụ như người dùng mà chỉ swap ở trên một sàn DEX nào đó thôi thì họ sẽ kiểu như là không có linh hoạt trong cái việc là lựa chọn tỷ giá cũng như là cái điều kiện thanh khoản ở cái thời điểm đó. Thì những cái bên như là 1inch thì họ sẽ gần như là họ sẽ build đè chồng lên cái lớp thanh khoản cũng như là cái lớp dữ liệu của Uniswap hay là SushiSwap hay là những cái sàn DEX á, thì 1inch sẽ giúp xây dựng cái lộ trình nó phù hợp để người dùng người ta hưởng được những cái tỷ giá nó lợi nhất, có lợi nhất. Rồi thì anh nghĩ là nó cũng hòm sơ sơ là nó cũng giải thích được cái phần nào cái composability rồi. Trước đây nha, thì anh thấy là cái từ khóa composability này nó gắn liền với lại cái mô hình hoạt động của Curve Finance. Tức là Curve Finance thì nó gần như là nó là một cái nền ở phía dưới và nó xây dựng những cái pool thanh khoản. Thì ai mà có nhu cầu mà kích thích thanh khoản đó, hay là
gọi như là xây dựng trên nền của Curve thì có thể tham gia một cái Curve Wars, tức là cái cuộc chiến để giành thanh khoản ở trên cái nền tảng này. Thì rất là nhiều các cái stablecoin họ cũng đi theo cái lộ trình đó, và họ bootstrap cái những cái giai đoạn đầu tiên trong việc là phát triển dự án của mình. Thì nhưng mà Curve thì dạo gần đây nó cũng xìu xuống rồi. Curve Wars thì anh thấy là về mặt cơ bản là nó cũng ít FOMO lại. Nhưng mà có một cái dự án mà thực ra là có hai cái dự án mà anh thấy cũng bắt đầu hot trở lại gần đây, cũng thắc mắc, đó là cái Stargate và cái Layer Swap. Vậy thì theo những cái thông tin anh thu thập được á, thì Stargate thì nó được xây dựng đè lên nền của Layer Swap. Tuy nhiên Layer Zero. Rồi ok. Thì anh thấy có hai cái dự án nó cũng khá là hot thời gian gần đây là Stargate và Layer Zero. Thì theo những cái thông tin cơ bản mà anh nhận được thì Layer Zero là cái nền ở phía dưới để Stargate nó build đè lên. Tuy nhiên là nếu như mà đi sâu vào cái chi tiết phía bên trong thì anh cũng không hiểu là hai cái dự án này nó khác nhau như thế nào và vai trò của từng thằng nó sẽ là như thế nào á. Thì Mai thì cũng nghiên cứu khá là sát sao về hai cái dự án này, và đặc biệt là hai dự án này nó cũng khá là nổi thời gian gần đây sau những cái thông tin listing. Thì chắc là để Mai lý giải sâu hơn về cái cách mà hai cái nền tảng này nó tương tác với nhau ha. Thì Layer Zero á, nói theo đầu tiên là em sẽ giải thích sát cái cách hoạt động của nó trước. Thì nó là cái giao thức truyền tin multi-chain, thì nó cho phép các hợp đồng thông minh ở các chuỗi khác nhau, ở các blockchain khác nhau, ví dụ như Apex, ví dụ như Binance Chain, hoặc là ví dụ như Ethereum, giao tiếp với nhau. Nhưng mà cái quá trình trao đổi thông tin giữa các chain này nè, thật ra thì nó sẽ diễn ra off-chain ha. Còn Stargate Finance, nó là một cái ứng dụng về bridging, về cầu đường được xây dựng ở trên Layer Zero. Thì hiểu đơn giản á, thì Layer Zero nó giống như một cái khung á, một cái cơ sở hạ tầng để các DApp khác cần phát triển multi-chain á, thì có thể triển khai sản phẩm ở trên đó mà không có cần phải làm cầu đường cho từng chain một. Thì gần đây thì có RegTrade là cũng một cái DApp về cross-chain và về kiểu liquidity providing ở trên Layer Zero. Vậy thì cái Layer Zero này nó khác gì với lại cái mô hình IBC ở bên Cosmos, tại vì nó cũng là một cái khung, một cái nền để mọi người build multi-chain đó, thì nó khác gì với nhau á? Nếu như mà mình nhắc đến Cosmos á, thì mình sẽ nhắc đến kiểu Internet of Blockchain, và ở trên đó thì nó sẽ có consensus, nó sẽ có cơ chế đồng thuận nữa. Còn ở trên Layer Zero á, thực ra nó chỉ là một cái lớp để mà trao đổi thông tin với nhau thôi, chứ nó cũng không có cái đồng thuận, nó không có nốt gì trên đó hết. Thì đó, hồi trước thì có một điều thú vị là Layer Zero lúc nào nó cũng bảo là tao không phải cái cầu, nhưng mà thật ra bản chất nó là cái cầu, nó là cái nền để người ta xây cầu. Đúng rồi, cái nền để người ta xây cầu, nên là cái cách giải thích của nó làm cho nhiều người tưởng Layer Zero là cái blockchain luôn, là một cái layer one luôn, nhưng mà thật ra không phải. Vậy thì em nghĩ là những cái nền tảng kiểu như Layer Zero thì nó sẽ có cái gì đặc biệt liên quan đến cái từ khóa chính mà mình đề cập hôm nay, đó là cái composability, những cái hạ tầng để người ta xây chồng lớp lên nhau á. Thì Layer Zero, những cái nền tảng Layer Zero nó sẽ giúp cho những cái DApp khác á, khi mà họ muốn làm multi-chain á, thì họ sẽ không có mất quá nhiều thời gian kiểu phải triển khai trên từng chain một kiểu vậy, kiểu như hồi xưa AV muốn triển khai từ Ethereum qua Apex phải làm một bản trên Apex rồi bridge qua đó. Nhưng mà ví dụ như có những cái như Layer Zero hay là những cái như Stargate thì ok, người ta sẽ không có phải bận tâm quá nhiều về cái đó nữa, người ta sẽ chỉ cần build trên này, rồi tất cả những thứ cầu đường kết nối gì khác thì có Layer Zero lo rồi. Họ sẽ chỉ cần tập trung vào cái core product của họ thôi. Thì anh thấy ở trên coi số 8 á, Mai cũng có một cái bài viết liên quan đến cái meta transaction layer. Vậy thì anh cũng đang thắc mắc là cái từ khóa này nó là gì và nó có liên quan gì đến cái Layer Zero mà nãy giờ mình đề cập hay không? Meta transaction relayer thì thật ra nó nếu mà mình chỉ gọi cái chữ relayer trong blockchain nghĩa là gì, là một cái giống như một cái đơn vị chuyển tiếp thông tin, thì
trong layer zero, trong cái cơ chế hoạt động của layer zero nó cũng có relay ở trong đó. Đó không phải là người ta không sử dụng meta transaction nha, nhưng mà khi bắt lại cái câu hỏi đầu tiên không, thì meta transaction em giải thích từng phần một, thì meta transaction relay là cái gì, là giống như là mình giống như là khi mà em muốn thực hiện một cái giao dịch gì đó mà em không có sẵn Ethereum ở trong ví, thì em có thể contact với lại một cái nền tảng, một cái meta transaction relay. Em bảo là ok, bây giờ tao có token này nè, ví dụ tao có USDC này, tao sẽ trả tiền cho mày bằng USDC và mày sẽ thực hiện cái transaction cho tao, ví dụ vậy. Thường thì cái giải pháp này em thấy nó sẽ được sử dụng bởi những cái thương hiệu ở bên web 2 á, mà họ muốn kiểu onboard người dùng xài những cái sản phẩm trên blockchain của họ, thì họ sẽ xài cái giải pháp meta transaction relay này để mà để mà người dùng không có phải bận tâm về những cái chi phí gì hết. Nhưng mà thực ra mà nói á, thì theo em tìm hiểu á, thì cái meta transaction relayer này nó không có, em vẫn chưa thấy nó có liên quan nhiều đến cái chữ cái composability nhiều lắm, tại vì tại vì em chưa thấy cái app nào mà kiểu dApp đè lên, nó chỉ là một cái điểm trung gian nó giúp người ta thôi. Tức là tại vì anh cũng thắc mắc là tại vì ví dụ như nó là một cái bên để người ta gọi là truyền dữ liệu và xử lý cái giao dịch cho người dùng, tức là nó là một bên thứ ba đúng không, để giảm thiểu một vài cái rắc rối cũng như là cái chi phí, thì trong cái hình dung của anh khi mà anh đọc về cái từ khóa này thì anh nghĩ sẽ có một vài cái ứng dụng nó có thể đè lên, anh cũng thắc mắc về điều đó. Nên là thực ra thì với anh thì cái từ khóa meta transaction relayer này nó cũng khá là lạ. Anh cũng mới tìm hiểu thời gian gần đây thôi, tại vì cũng có một vài cái sự cố liên quan đến ví multisig á, thì những cái ví đa chữ ký á, thì đọc lần một hồi thì nó cũng tới cái meta transaction này, thì không biết là cái từ khóa ví đa chữ ký thì nó có liên quan gì đến cái này không ha? Theo những gì mà Mai tìm hiểu, theo những gì mà em tìm hiểu á, thì nếu mà gọi là liên quan trực tiếp á thì hình như là không, tại vì á ví cái meta transaction relay relayer này được tạo ra để giống như là để cái mục đích nó phục vụ là để kiểu onboard người dùng một cách mượt mà, còn multisig là nó giống như là để kiểu bảo mật. Meta transaction relayer thì nó cũng sẽ có một cái vấn đề của nó, là tại vì nó sẽ dùng những cái relayer off chain đó. Kiểu cái việc truyền dữ liệu relayer là những cái lớp đi, mình dùng như những cái lớp nó không có ở cái dữ liệu, nó không có ở trên những cái giao dịch của những cái lớp đó, nó không có ở trên blockchain, cho nên là nó cũng có một cái rủi ro là ví dụ những người tổng hợp đó họ thông đồng với nhau thì sao, họ bị tấn công thì sao. Cũng anh nghĩ là nó cũng hơi off topic một xíu, tại vì cái đó là cũng kiểu như là anh thắc mắc song song thôi. Anh thấy nó có một vài cái điểm chung thì anh cũng thắc mắc là xem nó có cái sự kết nối nào hay không. Nhưng mà thôi thì ok, mình back về cái từ khóa chính của tập hôm nay, thì anh có thấy một vài cái tweet liên quan đến cái chuẩn token là ERC 4626, tức là một cái chuẩn hóa mới cho các cái vault, các cái pool. Thì cái này nó sẽ giúp là chuẩn hóa cái pool này, nó tiện lợi hơn cho đội ngũ lập trình. Rồi anh cũng đọc một vài cái, nói chung là cũng lướt, thì thấy một vài người họ cũng siêu, tức là họ bảo là cái chuẩn token này nó có thể nó sẽ mở ra một cái narrative mới, một cái trend mới. Thì không biết là Mai có cái thông tin nào liên quan đến cái từ khóa này không? Cái ERC 4626 này á. Thì em cũng có tìm hiểu qua về cái chuẩn token này gần đây, thì giống như là trước đây ha, khi mà mình gửi tiền qua các nền tảng lending hay là Ufarming thì người dùng sẽ nhận lại được một cái token nhất định, ví dụ như là cái A tokens của AV đi chẳng hạn. Nhưng mà hồi đó thì chưa có một cái tiêu chuẩn chung cho những cái token này, cho nên là khi mà muốn tích hợp mấy cái token đó vô những cái giao thức khác ở trong DeFi á thì nó khá là mất thời giờ, tại vì lập trình viên họ sẽ phải viết một cái code cho từng loại token, ví dụ như là token của AV sẽ viết một kiểu, của Sushi sẽ viết một kiểu chẳng hạn vậy.
Nhưng mà khi mà có 4626, RC 4626 thì mọi thứ nó được chuẩn hóa lại, cho nên là cái việc xây dựng các cái dự án về thanh khoản dựa trên những cái tài sản A-tokens, X-tokens này nó cũng sẽ trở nên nhanh chóng hơn. Tức là trước đây mà ví dụ như DeFi 1.0 á, thì chúng ta nghe nhiều về cái từ khóa là DeFi Lego, tức là những cái mảnh ghép Lego nó xếp đè lên nhau. Nhưng mà ở cái thời điểm mà DeFi 1.0 đó thì về mặt hình thức, về mặt tên gọi thì những cái dự án được xây đè lên nhau rất là hợp lý. Tuy nhiên là ở khía cạnh kỹ thuật ở phía dưới thì nó chưa đủ để gọi như là những cái thuận tiện nhất để cho lập trình viên người ta có thể thực tế hóa được cái bức tranh mà nhiều cái lớp Lego đè chồng lên nhau, đúng không? Nó chưa có kết nối được nhiều với nhau lắm. Tức là nó mới chỉ ở cái giai đoạn nó chỉ mới là cái gần như là cái tên gọi thôi. Vậy thì cái 4626 này thì em có theo dõi những cái dự án nào nó đã tích hợp cái này chưa? Tức là một vài cái tên để mình theo dõi thôi. Tại vì không biết được là nó có thành narrative hay không. Theo em theo dõi thì là có Yearn Finance là có sử dụng 4626. Còn những nền tảng khác thì em không rõ lắm. Nhưng mà thật ra thì em nghĩ là nó có thể là nó sẽ dành cho những cái dự án DeFi về thanh khoản sau này. Họ ứng dụng, bởi vì em cũng nghĩ là những cái dự án mà họ đã build rồi á, bây giờ để họ kiểu ứng dụng một cái khác vô á, nó cũng hơi kiểu như thanh khoản nó đang ở một cái định dạng cũ đúng không, xong rồi bây giờ phải chuyển nó sang một cái định dạng chuẩn hóa hơn thì nó hơi khó một xíu. Đúng rồi, nó... thà ví dụ như là xây một cái dự án mới đúng không, thu hút tiền mới nó đổ qua thì tiện hơn. Rồi, đó là những gì mà chúng ta nói về cái 4626, cái chuẩn mà nó cũng mình nghĩ là nó cũng rất là đáng theo dõi thời gian sắp tới. Rồi thì chúng ta cũng đã nói rất là nhiều về những cái khía cạnh kỹ thuật rồi. Thì về mặt ứng dụng thì chúng ta cũng biết được là những cái dự án DeFi theo dạng này thì nó sẽ giúp là tương thích nó mượt mà hơn. Tức là những cái dự án nó được xếp chồng lên nhau thì thanh khoản nó sẽ được đi một cách nó liền mạch hơn. Tuy nhiên là có cái... anh thắc mắc là có cái rủi ro nào có thể xảy ra với những cái dự án kiểu này hay không, hoặc là những cái hệ sinh thái kiểu này hay không. Tức là vì nó build chồng đè lên nhau, một thằng nó gặp vấn đề gì đó thì nó có ảnh hưởng gì hay không? Đúng rồi. Như hồi nãy thì em cũng có nói thì không phải tất cả mọi thứ nó đều diễn ra on-chain, thì có những cái quá trình xác thực đó, nó diễn ra off-chain, và cái điều này thì nó có thể làm tăng rủi ro bị hack. Hoặc là các cái oracles nó thông đồng với nhau hay sao đó. Thì lúc đó thì cái thằng, ví dụ như cái thằng nền tảng liên nó bị tấn công, thì tự nhiên những cái thằng build trên đó nó cũng sẽ kiểu ví dụ như nó không cập nhật data kịp, hoặc là nó vẫn giữ cái data cũ. Thì tự nhiên nó thành một cái chuỗi domino bị ngã luôn. Em nghĩ vậy. Anh thấy là có một vài cái, nói về cái layer zero giai đoạn đầu mà mình đề cập đi, thì nó sẽ là một cái hình thức vận hành theo kiểu là messaging, tức là gửi dữ liệu qua lại đó. Thì dạo gần đây thì chúng ta cũng thấy là một cái cầu nó cũng bị ảnh hưởng bởi cái messaging này, đó là cái Nomad. Đúng rồi. Thì em có nghĩ là cái việc mà phải tin tưởng những cái người mà nó không hẳn là validator nha, tức là tại vì nó không phải là L1 đúng không, nó không phải là layer 1. Những cái người này người ta gọi là relayer đi ha, mình tạm gọi là những cái người mà đứng giữa để vận hành cái này, thì họ sẽ có những cái giao tiếp với nhau để gọi như là xác thực một cái giao dịch nào đó, một cái việc truyền dữ liệu nào đó. Thì việc mà xây ra một cái nền chung như vậy nhưng mà nó không đảm bảo được cái độ phi tập trung á, thì nó có cái rủi ro nào hay không? Tại vì chỉ cần một cái lỗi trong, chúng ta thấy là chỉ cần một cái lỗi ở trong việc là mã hóa cái tin nhắn thì Nomad nó wreck, và Nomad nó wreck thì nó kéo theo rất là nhiều các cái dự án mà tương tác với cái cầu này nó cũng wreck theo. Thì anh cũng khá là quan ngại về cái vấn đề là messaging nó sẽ liệu có an toàn hay không, mà nó phi tập trung hay không. Đến thời điểm hiện tại thì em thấy là mình thấy là Nomad họ sử dụng cái xác thực optimistic, tức là kiểu nó người ta sẽ assume là mọi thứ nó đúng.
Rồi cái việc xác thực thì để đảm bảo cái tính đúng đắn á, thì họ sẽ có cái token riêng của họ, họ sẽ thưởng phạt dựa trên cái cơ chế đó để mà kiểm soát cái sự an toàn. Nhưng mà đối với em thì điều đó nó vẫn chưa đủ an toàn. Nhưng mà cũng phải nói thật là cái đó là cái giải pháp nó rẻ và nó cũng kiểu cũng tiện lợi á. Đôi khi người dùng á, họ cũng sẽ không có quan tâm đến những thứ về technical lắm cho đến khi một cái vấn đề gì đó nó xảy ra. Cho nên là trong lúc mà khi mà một dự án mới khởi chạy thì em nghĩ là họ cũng sẽ chọn những cái phương pháp như thế thôi, kiểu nó rẻ và nó kiểu cái độ an toàn nó ở một cái mức nào đó, và cố gắng khi mà những cái công nghệ khác nó được xây dựng, nó được thay thế đủ đủ tốt và đủ rẻ để thay thế thì họ sẽ move on qua. Em nghĩ vậy. Thực ra thì cũng là một cái hướng giải pháp mới rồi, đúng không? Tại vì những cái cầu cross chain hiện tại thì nó vẫn là những cái giải pháp hầu như là lock và min, thì nó vẫn sẽ có những cái hạn chế về mặt gọi là phi tập trung này nọ. Nói chung là mình cũng đang ngồi theo dõi xem là những cái giải pháp nào nó sẽ có được sự cải tiến và người ta sẽ move sang sử dụng nó nhiều hơn. Đó, thì không phải là min với lock thì nó cũng sẽ gọi như là nó miễn nhiễm. Ví dụ như là cái Aurora đi, đó thì cũng là một cái câu chuyện nó cũng khá hot thời gian gần đây. Aurora thì lần thứ hai bị hacker họ ghé thăm, mặc dù là Aurora thì họ có cái cách để khắc chế, tức là có cái cách để bảo vệ được tài sản, nhưng mà cái cơ chế mà lock token ở một đầu và min token ở một đầu cầu khác á, thì nó vẫn đâu đó nó vẫn để lộ ra những cái điểm để hacker họ có thể khai thác. Thì nói đi nói lại thì chắc là cũng sẽ back thêm một cái câu chuyện là mình sẽ theo dõi xem là giải pháp nào nó sẽ thuận lợi và nó có những cái bước phát triển dài hơi hơn. Rồi thì Mai có thể chia sẻ một vài cái dự án mà Mai thấy là hấp dẫn và đáng theo dõi liên quan đến cái từ khóa là composability, hoặc là nó có cái cấu trúc là một cái dự án nó được xếp lớp và nó tạo ra những cái rào chắn như vậy không? Yeah, thì chắc là cái dự án đầu tiên mà em đề cập đó, mà em vẫn đã bắt theo dõi đó là Circuit Finance. Nãy giờ mình có nhắc thì thực ra là em theo dõi nó từ đầu, từ hồi mà từ cái hồi mà Alameda bảo là mua hết token. Yeah, đúng rồi. Thì hồi đó mình cũng bị, tại vì nó được siêu rất là mạnh thì hồi đó mình cũng đu đỉnh, nhưng mà mình cũng phải thừa nhận là những cái price action của nó thực ra nó cũng không phản ánh được hết cái những cái kiểu giá trị nội tại của nó, nên là thực ra em thấy con này nó vẫn có tiềm năng, bởi vì team chịu khó làm và sản phẩm nó được bắt đầu dùng bởi nhiều dự án rồi. Có một con khác đó là Synapse Chain, thì gần đây thì nó mới launch cái V2, cái Synapse Chain, và em thấy là nó đẩy mạnh bridge sang các hệ khác khá nhiều. Hình như là gần đây là có bridge sang Dogecoin rồi volume thì cũng khá là cao, hình như là riêng nổi cái cầu của nó thôi là cũng cỡ 11 tỷ đô á, cũng khá là hấp dẫn. Và 11 tỷ đô là 11 tỷ đô gì? 11 tỷ đô TVL? Không, 11 là... tỷ đô cái bridge chứ TVL. Volume á hả? Cái bridge, những cái giao dịch qua lại giữa các cái cầu đường á. Rồi, ok. Yeah. Và gần đây thì có thấy là họ đang bảo là họ đang chạy testnet cho một cái nền tảng cross-chain lending. Thì nói chung là bài này thì Synapse thì vẫn chưa có cái con nào nó build trên này hết, nhưng mà nói chung là đẩy mạnh bridge sang các chain khá là nhanh á. Rồi có một con nữa, con này thì em chưa có không có theo dõi quá nhiều giống như Synapse với lại Stargate, nhưng mà cũng thấy là nó tiềm năng, bởi vì hệ sinh thái của nó thì có tương đối nhiều sản phẩm được xây dựng ở trên đó, là con Connect. Không biết là anh George. Cái Connect là cái cầu nó hình như là nó bị ảnh hưởng chung với lại cái đợt Nomad. Đúng rồi, con này. Nhưng mà con này nó, cái hệ sinh thái của nó kiểu nếu mà so với Stargate và Synapse thì nó kiểu trưởng thành hơn.
Nhưng mà thực ra thì ngay từ ban đầu mình dùng cái từ khóa composability, nhưng mà sau khi mà thảo luận á thì nó quay đi quay lại nó về hầu hết là các cái giải pháp cầu đường ha. Yeah. Những cái giải pháp mà cross chain thì bây giờ em có một cái gọi như là một cái theo dõi nào đối với những cái hệ sinh thái không? Tại vì đôi khi mà sợ là mọi người nghe đến đây thì mọi người nghĩ là composability nó chỉ là bó buộc đến với những cái giải pháp cross-chain hay không á. Tại vì anh thấy là ví dụ như Solana thì những cái KOL của họ, họ cũng họ để trên Twitter á, cái tên của họ, xong họ cũng hay để cái tên là composability phía sau. thì đôi khi là mình cũng gọi là nhầm, mình rẽ nó đi qua một hướng khá là xa, nhưng mà mình quay lại đường chính, kiểu như là để cho mọi người đỡ gọi là hiểu lầm ra composability đó chỉ là những cái giải pháp cầu đường thôi. Thì em có theo dõi những cái hệ sinh thái nào mà nó xây theo kiểu xếp chồng Lego cái kiểu này không, hoặc là thấy tiền nó đi qua lại giữa các lớp nó hiệu quả? Nếu mà không nói về cầu đường thì cũng hơi khó, tại vì em thấy cái từ khóa này đối với riêng em nha, em cảm thấy là nó xuất hiện nhiều nhất ở trong khi mà những cái trong những cái dự án về cầu đường, chứ không phải là về những dự án mà thuần về DeFi lắm. Không biết là anh Nguyên có chia sẻ gì khác không ta? Thực ra thì anh thấy là hầu hết các cái hệ sinh thái á, nó đều gần như là nó theo một cái form hết rồi. Tức là ở phía dưới nó sẽ có một cái lớp blockchain đúng không? Xong rồi một cái lớp thanh khoản, kiểu như những cái chợ, những cái DEX, rồi lending những cái cơ bản, rồi sau đó nó tới những cái ứng dụng để farm thanh khoản, để xây đè lên những cái lớp phía dưới. Rồi sau nữa là những cái lớp ứng dụng, ví dụ như những cái ví nè, hoặc là những cái ứng dụng thanh toán này nọ, thì nó sẽ cách lớp. Thực ra thì anh thấy là hầu hết các cái ecosystem á, nó đều theo một cái format như vậy. Và nói đi nói lại thì nó cũng ốp cái format đó từ cái hệ sinh thái là Ethereum. Thì về cơ bản anh thấy cấu trúc nó không khác nhau, nhưng mà để mà nó có được cái sức mạnh từ composability, tức là để nó có được cái sức mạnh từ việc là những cái lớp này nó chồng lên nhau và nó compound cho nhau á, thì anh nghĩ là cái yếu tố quan trọng nhất chính là thanh khoản thôi. Tức là bây giờ một cái platform mà nó có chồng, nó xếp lớp thì chăng nữa mà thanh khoản nó yếu, tiền nó không chạy vào thì nó cũng vậy à. Nên là nói đi nói lại thì hầu như là những cái cấu trúc ở bên blockchain layer 1 nó đang bị rập khuôn và nó chưa có những cái cải tiến mới, và cái sự khác biệt duy nhất nó chỉ nằm ở thanh khoản thôi. Nó cũng phần nào giải thích là tại sao cái việc là khi mà người ta nói về composability, người ta ít nói về một cái ecosystem lắm, tại vì dạo này nó cũng bị hởn đi một giai đoạn rồi. Thì mình nghĩ là cái topic tuần này thì nó cũng khá là nặng và nó rất là nhiều những cái từ khóa mới. Tuy nhiên là mình vẫn hy vọng là bọn mình sau khi ngồi thảo luận với nhau thì cũng có đem lại một vài cái từ khóa cũng như là một vài cái ý tưởng để anh em có thể tiếp tục tìm hiểu và đào sâu trong một tuần sắp tới. Thì podcast này nó cũng dài rồi, thì chắc là để cho Mai gửi lời chào đến các bạn đang nghe DeFi Discussion tuần này ha. Ok, thì cảm ơn anh Nguyên, và cũng rất là cảm ơn mọi người khi mà đã đồng hành cùng tụi mình, nghe tụi mình đến giờ này. Thì không biết nói gì hơn, và rất là hy vọng là sẽ được gặp mọi người trong những số DeFi Discussion sau. Rồi, ok, cảm ơn Mai. Rồi, cảm ơn anh em đã dành thời gian cho bọn mình đến những phút cuối cùng, và hẹn gặp lại anh em trong một tuần mới với nhiều topic đa dạng và hấp dẫn liên quan đến thị trường DeFi.